Whatever the design, Infineon offers safe choice, easy design in, and reliable performance under various application conditions. We make these key requirements for our MOSFET product development. What does it take to ensure? Ease of use and easy to design in are key features for the customer, especially for the customers of the mass market, because they do not want to optimize their design for a dedicated MOSFET. We at Infineon have a long history in optimizing our FETs, especially to provide ease of use functionality. Either we do this by design or by the technology, or also by the package, and we see that we have meanwhile all the critical issues like overshoot and induced turn-on, which typically happens in applications, under control. As a trusted advisor, Infineon puts the success of its customers in the center of its product development. To ensure a competitive advantage for the customer, we need to differentiate with the MOSFET technology. Our MOSFETs are designed to operate at a very high switching frequency and at a very high current at the same time. So that means we provide a very high power density. And this gives the customer the ability to reduce the form factor and to have less cost in the application. We are part of today, and we are committed to remaining a part of tomorrow, also with our MOSFETs. So what does the future hold? Here, I see two directions. The first direction goes towards another shrink. That means we go from lateral trench concept to harvesting into the third dimension. We also call it needle concept. And the other direction is go towards more integration. Provide additional features to the customer to differentiate, like a current sense, a temperature sense, or diodes. All in all, I see that our silicon MOSFET roadmap is very well stuffed. Infineon, part of your life, part of tomorrow. Xin cảm ơn anh Khải đã mời mình tới cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, và cảm ơn mọi người đã tới. Thì mình tên là Trần Giao Quốc Bảo, và hôm nay mình sẽ nói về đề tài, đó là bộ quan sát với thông số thay đổi phi tuyến và áp dụng cho hệ thống treo, gọi là hệ thống giảm sóc bán tích cực ở trong xe hơi. Thì giới thiệu qua một chút về cái đề tài của mình, thì mình đã như anh Thành đã giới thiệu, thì mình cũng đã học 4 năm tại Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó thì học tại Panos Pháp vào 2 năm trước đây. Thì trong thời gian ở Panos Pháp, mình đã có tham gia nghiên cứu tại Gipsalab thuộc lab thuộc CNRS. Thì mình đã nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giáo sư Olivier Senam, cũng như là thầy Phạm Thanh Phong. Lúc đó thì đang làm tiến sĩ, nhưng bây giờ thì đã về Việt Nam và để giảng dạy tại Đại học Đà Nẵng. Và mình có một số bài báo cùng với họ, như liệt kê ở đây thì có một số bài báo liên quan. Cụ thể như một số, hai bài thì đây đã trình bày rồi, và hôm nay mình sẽ nói về hai bài mới nhất. Đó là một bài đã nộp, và đối ứng với cái chương tiếp theo, cái chương ở trên. Và chương sau đó là để phát hiện lỗi ở trong các hệ thống treo, thì đã có một bài được chấp nhận tại Cyprus, mà mình sẽ trình bày nó vào mùa hè này. Thì sơ qua về cái hệ thống mà chúng ta áp dụng các cái bộ quan sát, thì hệ thống treo, hệ thống giảm sóc chính là cái này, cái bộ phận mà liên kết giữa phần bánh xe và phần khung xe ở trong các hệ thống xe hơi. Thì nó có hai mục đích. Thứ nhất đó là làm giảm sóc, tức là giảm cái sự dao động truyền từ mặt đường cho tới người trong xe. Và hai đó là bám đường, tức là đảm bảo cho bánh xe luôn bám lên bên mặt đường, chứ không phải là bị văng lên làm cho mất cái an toàn. Đó là hai mục đích của cái hệ thống này. Thì trong các loại hệ thống thì cái hệ thống bán tích cực là hệ thống tốt nhất hiện tại, bởi vì nó cân bằng được giữa cái hiệu quả làm việc cũng như là tiết kiệm năng lượng. Thì mình sẽ nói sau về hệ thống bán tích cực. Tuy nhiên thì ở trong cái hệ thống này, một cái điều cực kỳ quan trọng mà chúng ta cần phải đo lường, đó chính là cái lực giảm sóc damper force gây ra bởi cái hệ thống. Đây chính là một cái hệ thống sinh lực. Thì chúng ta rất cần phải quan tâm tới đo được cái lực này để
điều khiển hệ thống cũng như là giám sát hệ thống. Đồng thời hệ thống này cũng chịu rất là nhiều những cái lỗi có thể có được, thành ra chúng ta cũng quan tâm tới việc ước lượng chúng để nhằm mục đích bảo trì, bảo dưỡng cho hệ thống. Thì bài nói chuyện của mình hôm nay sẽ về bộ quan sát và các thuật toán để ước lượng cái lực này cũng như các cái lỗi có thể có trong cái hệ thống này. Thì đầu tiên thì do chúng ta không có nhiều kinh nghiệm cho điều khiển tự động lắm, cho nên mình sẽ giới thiệu một số khái niệm mà chúng ta sẽ cần tới cho bài nói chuyện sau đây. Thì trước tiên đó là hệ thống có các thông độ, có các thông số thay đổi tuyến tính, đó là hệ thống LPV. Thì hệ thống này nó sẽ có dạng như sau. X chính là trạng thái của hệ thống hay là các đại lượng vật lý cho phép chúng ta mô tả hệ thống. Ví dụ như là trong mạch điện thì chúng ta có điện và điện áp, trong xe thì chúng ta có vận tốc của xe. Đó là các hệ thống vật lý, các cái tín hiệu vật lý cho phép chúng ta miêu tả được cái hệ thống đó. Z là đầu ra mà chúng ta điều khiển, chúng ta đánh giá. Y là đầu ra mà chúng ta đo được. Chúng ta có hai đầu vào, W là nhiễu, U là tín hiệu điều khiển mà chúng ta đưa vào hệ thống. Thì một cái hệ thống LPV sẽ có dạng đó là các ma trận nhân vào các đầu vào, do đó nó là tuyến tính. Và hơn nữa ma trận này phụ thuộc vào các tham số, do đó nó là hệ thống có các thông số thay đổi. Thì đó đây là hệ thống có các phương trình vào ra là thay đổi theo thời gian và thay đổi theo một cái tham số gọi là rho. Và tham số này theo lý thuyết thì thứ nhất nó phải đo được hoặc là biết được, và thứ hai nó phải bị chặn. Và các hàm này, các ma trận này là các hàm liên tục theo các tham số đó. Rồi trong một số trường hợp chúng ta có thể thêm một số tính tuyến tính, một số tính phi tuyến tính vào trong cái hàm truyền ở giữa này vì một số mục đích mà mình sẽ trình bày sau, để cho mang lại được những cái tính chất hay mà chúng ta sẽ cần thiết trong việc thiết kế các bộ điều khiển hay bộ quan sát. Thì sau đây là một cái ví dụ hết sức cơ bản về thế nào là hệ LPV, hệ có các thông số thay đổi tuyến tính. Thì đây là một cái xe có các đại lượng trạng thái, đó là vận tốc theo phương y của xe cũng như là cái vận tốc gốc của cái xe đó xoay quanh cái trục. Thì đầu vào của nó là cái gốc ở đây, nên là đây chính là tín hiệu điều khiển. Và đây là liên hệ giữa đầu vào và các biến trạng thái. Thành ra đây chính là cái phần x chấm bằng ax cộng cho b2u. Thành ra đây cái đầu phần của nó thôi để minh họa cho rõ hơn. Thì ở giữa này các ma trận phụ thuộc vào cái tham số thay đổi, ở đây chính là vx vận tốc theo phương x của cái xe. Do đó đây là hệ thống tuyến tính và phụ thuộc vào thông số vx, do đó nó là hệ thống tuyến tính, hệ thống có thông số thay đổi tuyến tính. Thành ra sau khi chúng ta viết lại, chúng ta viết cái dạng là x chấm bằng a theo rho, rho ở đây bằng vx nhân cho x cộng cho b nhân u, u đây chính là tín hiệu điều khiển của chúng ta, đây chính là ma trận b. Và chúng ta thấy là hàm này thay đổi theo một tham số rho. Thì nếu mà chúng ta có hiểu cách chọn rho, nếu như chúng ta muốn yêu cầu một hệ thống affine theo biến rho thì chúng ta bắt buộc phải chọn rho có hai chiều, một là rho 1 vx, hai là rho 2 1 trên vx, bởi vì ma trận này cần phải affine theo cái tham số thay đổi. Nếu mà chúng ta cần thì chúng ta hoàn toàn có thể chọn thông số, chứ không phải là thông số này là một cái gì đó mà cứng nhắc, thì chúng ta có thể chọn nó để cho có các tính chất mong muốn. Thì khi nếu mà chúng ta chọn như vậy thì chúng ta sẽ biết được dạng a rho bằng a 1 rho 1 cộng a 2 rho 2, đó chính là tính affine theo các theo thông số thay đổi của chúng ta. Tiếp theo một khái niệm cực kỳ quan trọng nữa trong điều khiển tự động, đó chính là bộ quan sát. Thì bộ quan sát theo định nghĩa đúng nhất của nó chính là bất cứ một thuật toán nào cho phép chúng ta ước lượng trạng thái của hệ thống từ các đầu vào và đầu ra đã biết. Như đây là hình minh họa một bộ quan sát. Thì chúng ta có một hệ thống có động lực học như sau: x chấm bằng một cái hàm theo x là trạng thái, u là đầu vào đã biết tín hiệu điều khiển, w là tín hiệu nhiễu không biết, đầu ra đo được cũng là một hàm theo các biến trên,
thì chúng ta trong các đầu vào là chúng ta chỉ biết mỗi u thôi, và đầu ra đo được chính là y. Thì chúng ta có nhu cầu đó là biết được hay là ước lượng được trạng thái của hệ thống, tức là giá trị của x từ các đầu vào đã biết, tức là u, và từ các đầu ra đã biết là y. Thì đây chính là x mũ được cho bởi bộ quan sát, đó là bộ quan sát cho phép chúng ta ước lượng x từ đầu vào và đầu ra đã biết. Thì ở dưới này chúng ta có một ví dụ hết sức đơn giản để minh họa có thế nào là một bộ quan sát. Thì đây là bộ quan sát cho hệ thống tuyến tính bất biến, hệ thống ATI. Thì cho một hệ thống như sau, chúng ta có x gồm có hai chiều x1, x2. Đây là x chấm, hàm x chấm thay đổi theo trạng thái, thay đổi theo x, và biến đầu vào theo một quy luật tuyến tính. Và đầu ra đo được của chúng ta chỉ có mỗi x1 thôi. Như vậy chúng ta không có đo được trực tiếp thông tin về x2, mà chúng ta cần biết giá trị của x1 và x2 bằng bộ quan sát. Do đó chúng ta sẽ thiết kế một bộ quan sát như sau để biết được, để ước lượng x1 và x2. Thì bộ quan sát như sẽ như sau: x1, x2 mũ chính là ước lượng của x1, x2. Nó gồm các phần, đó là một là chúng ta sẽ lấy lại động lực học của hệ thống. Thứ hai đó là chúng ta bù cho cái phần tín hiệu vào đã biết. Lưu ý tín hiệu U này là tín hiệu mà chúng ta cấp cho hệ thống dùng để điều khiển nó, cho nên chúng ta luôn luôn biết U, cho nên chúng ta có thể luôn luôn đưa U vào trong bộ quan sát. Và phần cuối đó là chúng ta cập nhật cái ước lượng này, thay đổi cập nhật cái ước lượng này theo cái đầu ra đo được từ hệ thống, tức là y dài. Và nếu mà chúng ta thiết kế một bộ quan sát như vậy, nếu mà chúng ta cứ đo y từ hệ thống và đưa vào bộ quan sát, lấy u mà chúng ta đưa vào hệ thống, đưa vào bộ quan sát, thì với bất cứ một giá trị đầu vào nào, với một giá trị đầu nào đó của hệ thống, thì x chấm, xin lỗi, x mũ luôn luôn hội tụ về x. Bởi vì cái error, cái hiệu đây chính là một một cái hệ thống mà nó ổn định tiệm cận, cho nên nó sẽ hội tụ về không. Cho nên lúc nào thì giá trị mà x mũ 1 và x mũ 2 cũng hội tụ về x1 và x2, do đó chúng ta ước lượng được x2, mặc dù chúng ta không đo được trực tiếp x2, chúng ta chỉ đo được x1 mà thôi. Thì đây chính là một minh họa về cách mà bộ quan sát nó hoạt động. Thì chúng ta vẫn với một hệ thống mà chúng ta chỉ đo x1 mà thôi, và chúng ta chọn điều khiển nó bằng bất cứ một quy luật gì mà chúng ta biết, thì x1 thay đổi chính là cái đường màu xanh dương, x2 thay đổi chính là cái đường màu xanh dương ở dưới. Thì lúc nào cái ước lượng của chúng ta là cái đường màu xanh lá cây cũng hội tụ về cái đường màu xanh dương, và cái lỗi giữa chúng là cái đường màu đỏ lúc nào cũng về không. Cho nên chúng ta nhờ vào bộ quan sát này sẽ biết được các thông số trạng thái mà chúng ta không đo được tất cả chúng. Như đây cũng là, đây là một lần chạy khác, thì chúng ta hoàn toàn tương tự, chúng ta điều khiển nó bằng một tín hiệu khác, thì x1, x2 sẽ thay đổi khác, nhưng mà luôn luôn nhờ vào bộ quan sát mà x1 mũ và x2 mũ luôn luôn hội tụ về x1 và x2, cho nên chúng ta luôn được ước lượng được. Rồi, đó chính là phần giới thiệu về các khái niệm cơ bản. Thì chúng ta sẽ vào nói về cái hệ thống của chúng ta. Đây chính là hệ thống treo, và đây chính là mô hình hóa của hệ thống treo. Thì đây chính là một trong bốn góc của cái xe hơi. Đây chính là mặt đường, cái phần MUS và KT này thật ra chính là cái bánh xe. Đây là khối lượng của bánh xe, và cái phần đàn hồi của bánh xe được mô hình dưới dạng một cái lò xo. Đây là bánh xe, và ở trên là chính là thân xe. MS là khối lượng của thân xe, ở giữa chúng được kết nối bởi một cái gọi là hệ thống treo hay là hệ thống giảm sốc. Thì đây chính là cái lò xo thuần túy của nó, và ở đây chính là cái phần sinh lực. Thì cái phần sinh lực này sẽ giúp đảm bảo hai cái mục đích nói trên, đó là giảm sốc từ cái mặt đường truyền lên trên người ngồi trên đây, và bám đường, tức là giúp cho bánh xe bám xuống mặt đường. Thì nó sẽ sinh ra hai phần lực, một phần lực thụ động và một phần lực được điều khiển. Đây chính là lực sinh ra do cái bộ giảm sốc FD, F damper. Nó gồm hai phần lực, phần trước này chính là phần lực thụ động, phần sau này chính là phần lực được điều khiển. Đây chính là động lực học của cái phần được điều khiển đó.
và chúng ta điều khiển nó bằng một tín hiệu U mà chúng ta tính và đưa vào hệ thống. Thì đây chính là quan hệ giữa quan hệ phi tuyến giữa những cái hàm ở trong cái lực này theo cái tín hiệu điều khiển, do đó cái hàm này là một hàm rất là phi tuyến theo cái tín hiệu điều khiển U. Ở dưới này thực ra là một cái hàm bậc 2 theo U nữa, do đó mà cái phần lực điều khiển này có độ phi tuyến rất cao so theo tín hiệu điều khiển. Thì chúng ta như nói trên thì chúng ta cần nhu cầu đó là ước lượng được các trạng thái của hệ thống dựa vào và đầu ra đó được. Như vậy chúng ta phải chọn trạng thái của hệ thống. Trạng thái của hệ thống chính là đây, bao gồm những đại lượng sau đây cho phép chúng ta miêu tả hoàn toàn hệ thống. Thì đại lượng này chính là sự sai khác giữa độ dời của cái phần thân xe và cái phần bánh xe, ZS trừ ZUS. Phần thứ hai này chính là vận tốc dao động của thân xe, Z4 này chính là vận tốc dao động của phần bánh xe. Đây chính là phần chênh lệch giữa bánh xe và mặt đường. Và cuối cùng chính là cái phần lực được điều khiển. Thành ra chúng ta khi chúng ta ước lượng được tất cả 5 phần này, chúng ta luôn luôn xác định rõ hệ thống. Bởi vì lực này thật ra chính bằng một hằng số nhân cho X1 cộng một hằng số nhân cho X2 trừ X4. Chúng ta có thể kiểm tra ở trên đây. Và khi mà chúng ta ước lượng được toàn bộ các trạng thái này, chúng ta cũng biết được tất cả các thông số, bao gồm cái quan trọng nhất chính là cái lực. Thì chúng ta cần phải quan tâm thấy cái nào gọi là đầu ra đo được của hệ thống. Thì chúng ta có hai cách để đo đầu ra. Cách thứ nhất, đầu ra chúng ta sẽ gắn một cảm biến giữa hai cái này, giữa thân xe và bánh xe, do đó chúng ta sẽ đo được sự sai khác giữa tọa độ của hai phần này. Cách thứ hai đó là chúng ta gắn hai cảm biến gia tốc, một cái vào thân xe, một cái vào bánh xe, và chúng sẽ đo được gia tốc của thân xe và bánh xe. Thì cả hai cách này đều hoạt động, tuy nhiên thì cách ở dưới nó sẽ rẻ hơn, bởi vì cảm biến gia tốc thì rẻ hơn rất nhiều so với cảm biến nói trên. Và bây giờ chúng ta viết hệ thống này dưới dạng đó là hệ thống thay đổi theo thông số mà chúng ta đã nói trước. Đây thì đây chính là phương trình vào ra thay đổi mô tả động lực học của hệ thống đó. Thì ở đây thật ra đây là một hệ thống các thông số thay đổi phi tuyến, bởi vì chúng ta có một hàm rất phi tuyến theo trạng thái cũng như theo đầu vào mà chúng ta cần phải giải quyết. Bây giờ chúng ta nói tiếp về một số cái lỗi mà chúng ta có thể gặp được ở trong hệ thống này, nhằm và chúng ta sẽ dần dần ước lượng, tìm hiểu làm sao để ước lượng được cái lỗi đó nhằm mục đích để bảo trì hệ thống. Thì chúng ta có bốn cái lỗi phổ biến. Thứ nhất đó là trong cái hệ thống treo này có dầu, và nhiều khả năng là dầu nó sẽ bị rỉ ra. Và đây là cái lỗi phổ biến nhất. Là tiếp theo đó là các vấn đề về điện, trong đó mạch điện có thể bị hư hỏng sau đó. Và tiếp theo nữa đó là sự biến dạng của cái giảm sóc này trong quá trình vận hành, như chúng ta thấy ở đây nó bị hư. Thì tất cả những cái lỗi nói trên, hậu quả của nó sẽ làm giảm đi lực mà chúng ta gặp được, chúng ta tạo ra. Ví dụ như đây chính là dữ liệu đo được thực tế khi mà chúng ta gặp một hệ thống bị lỗi. Lúc nào thì cái lực sinh ra do cái bộ giảm sóc hay hệ thống treo cũng bị giảm đi trong trường hợp màu đỏ, giảm đi, mất đi một số lực so với trường hợp là không có lỗi. Do đó chúng ta cũng phải cần quan tâm tới việc ước lượng xem là chúng ta mất bao nhiêu để chúng ta giám định hệ thống. Thì ở đây có rất nhiều các phương pháp được đề ra bởi những nhóm nghiên cứu khác nhau, và chúng đều ước lượng lỗi, ước lượng hoặc là cái lực giảm sóc, hoặc là cái lỗi trong hệ thống treo, hệ thống nói trên bằng rất nhiều các phương pháp khác nhau, như LPV, QLPV, tức là thông số thay đổi tuyến tính,
cùng với rất nhiều các cái tiêu chí khác nhau, H vô cùng, H2 chúng ta sẽ nói sau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần quan trọng thứ nhất, đó là bộ quan sát dùng để ước lượng cái lỗi, ước lượng cái lực FD, tức là cái lực giảm sóc. Thành ra ở trong phần này chúng ta xét hệ thống không có lỗi và chúng ta sẽ làm một bộ quan sát để đo được thế nào là cái lực FD ở trong hệ thống đó. Thì ở trên này chính là một bài báo của mình đã đăng rất lâu rồi. Ở đó thì xét một cái biểu diễn hệ thống tương đối là đơn giản hơn, chỉ có thông số thay đổi tại ma trận đầu vào của hệ thống mà thôi. Ở bên đây thành ra là các ma trận đều là hằng số hết, và do vậy rất là đơn giản, chỉ việc xét tới tính thay đổi duy nhất tại một vị trí mà thôi. Tuy nhiên thì ở đây chính là cái phần mở rộng hơn mà mình mới làm gần đây, xét tới một cái hàm phi tuyến ở đây và cũng như rất nhiều các thông số thay đổi, các thông số thay đổi nằm ở trong nhiều nơi khác nhau, và do đó cái bộ quan sát của chúng ta đo được có cái cấu trúc rất là phức tạp như sau. Thì bộ quan sát này bao gồm hai trạng thái là z chấm và z và v mô tả bởi các phương trình vi phân, và nó sẽ ước lượng được x mũ tính theo z và đầu ra đo được của hệ thống. Và chúng ta sẽ nhiệm vụ chúng ta sẽ thiết kế bộ quan sát này sao cho x mũ hội tụ về x. Thì ở đây chúng ta sẽ xét tới cái hàm phi tuyến ở đây có một cái tính chất rất là đặc biệt, đó là tính Lipschitz. Đó là một dạng mạnh hơn của tính liên tục. Nó nói rằng là giá trị của hàm tại hai giá trị x khác nhau sẽ bị nhỏ hơn một hằng số nhân cho giá trị x đó. Thành ra đây là một tính, một dạng mạnh hơn của tính liên tục. Thì nếu mà một cái hệ thống như trên này, chúng ta sẽ có các nhiễu như là omega r và omega n. Omega r chính là nhiễu đầu vào và omega n chính là nhiễu đo của hệ thống. Thì chúng ta khi mà thiết kế bộ quan sát để ước lượng x thì chúng ta mong muốn đó là cái ước lượng này ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu hơn. Thì ở trong đây chúng tôi làm điều đó bằng cách là thiết kế bộ quan sát sao cho cái lỗi ước lượng, tức là cái hiệu x trừ cho x mũ, không bị ảnh hưởng bởi tín hiệu nhiễu đầu vào và bị ảnh hưởng ít nhất có thể bởi tín hiệu nhiễu đo mà chúng tôi đó. Thì khi mà thiết kế một bộ quan sát như vậy, chúng tôi dựa vào các cái sai này khá phức tạp cho nên chúng tôi mình nghĩ là có thể bỏ qua nó. Thành ra mình sẽ nói hết sức vắn tắt về như thế nào, về làm cách nào để mình làm được cái điều nói trên. Thì chúng ta sẽ dựa vào các cái công cụ của đại số nhé, để chúng ta viết được các ma trận của bộ quan sát, chính là các cái ma trận N, J, H gì ở đây. Chúng ta sẽ viết nó theo đúng một ma trận duy nhất, đó là Z rho. Thì cái quá trình này cũng làm cho cái error của chúng ta, cái tín hiệu mà x trừ x mũ đó không bị ảnh hưởng bởi omega r. Thì chúng ta sẽ dựa vào những cái công cụ đại số. Thì còn cái phần omega n, chúng ta sẽ còn lại hai cái nhiễu có thể có trong hệ thống, đó là delta phi. Delta phi chính là sự khác nhau giữa cái hàm phi tuyến mà chúng ta có được ở trong cái hệ thống và có trong bộ quan sát. Thì hai cái hàm này sẽ rất là khác nhau. Thì đó chính là một nhiễu. Một cái nhiễu nữa đó là nhiễu đo lường, mà chúng ta sẽ tối thiểu hóa cái ảnh hưởng của hai thứ nhiễu này lên cái lỗi ước lượng của chúng ta. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ sử dụng một bộ quan sát H2 Lipschitz. Chúng ta nói lại là khi mà chúng ta đã viết được tất cả các ma trận của bộ quan sát theo đúng một biến Z rồi, như ở đây chúng ta viết tất cả các ma trận này theo biến Z rồi, cái nhiệm vụ duy nhất của chúng ta đó là tìm Z. Thì sau khi tìm Z rồi, bộ quan sát của chúng ta sẽ được xác định hoàn toàn. Thì chúng ta
sẽ tìm Z dựa vào theo cái định lý sau đây. Đây kết quả nghiên cứu của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các định các công cụ của điều khiển tự động nhé. Thì cho trước một một cái miền mà các thông số thay đổi, lấy giá trị trên đó, thì đây chính là ảnh hưởng của nhiễu lên lỗi đó, lỗi mà ước lượng của chúng ta vì chúng ta muốn nó nhỏ nhất, và chúng ta thấy rằng nó sẽ bị chặn bởi một hằng số gamma nếu mà bộ quan sát của chúng ta được thiết kế như sau. Chúng ta sẽ giải hai cái bất phương trình sau đây theo biến x và biến y. Biến x có ở đây và biến y có ở đây, biến y cũng nằm ở trong cái đại lượng này luôn. Sao cho cái gamma này là nhỏ nhất? Nhỏ nhất là để cho cái ảnh hưởng của nhiễu đo lên cái lỗi ước lượng là nhỏ nhất. Sau khi chúng ta giải được hai cái này rồi, chúng ta dùng phần mềm để giải. Sau khi giải được cái này rồi, chúng ta sẽ tính Z như sau. Với X và Y đã tìm được, do đó chúng ta sẽ thiết kế được hoàn toàn bộ quan sát. Đây tính là thực sự là dùng các cái công cụ của bên điều khiển tự động mà ra. Thì một số ghi chú về làm sao có cái này thì cái phần tử này đảm bảo tính Lipschitz của cái hàm, mà cái hàm phi tuyến mà chúng ta đang xét tới. Và cái phần tử này là do chúng ta giải theo, giải cái này tại các bằng phương pháp chia lưới, tức là chúng ta xét một cái miền của rho, nhưng mà chúng ta lấy những giá trị đơn của rho để mà giải cái bất phương trình này. Do đó chúng ta sinh ra một phần như sau. Thì đây chính là kết quả mô phỏng để thể hiện được cái bộ quan sát này hoạt động như thế nào. Thì đây chính là đồ thị Bose cho thấy ảnh hưởng của các nhiễu đầu vào lên cái lỗi. Thì chúng ta thấy là nó đã bị, sau khi mà chúng ta giải bài toán tối ưu mà nói trên, thì nó đã được giảm một cách đáng kể. Thành ra ảnh hưởng của lỗi, của nhiễu lên cái lỗi này, ví dụ nên là chỉ là một trừ năm thôi. Và nếu mà chúng ta mô phỏng nó bằng một mặt đường thực tế, thì đây chính là kết quả ước lượng được cái lực mà chúng ta cần. Thì cái lực thật chính là màu xanh, và cái lực mà chúng ta ước lượng màu đỏ, thì chúng ta thấy là cũng như mình đã minh họa trước đây cho bộ quan sát, thì cái lực đỏ sẽ hội tụ về cái lực xanh, mà chúng ta không biết lực màu xanh nhé. Trong thực tế chúng ta không biết màu xanh, mà chúng ta chỉ đo những cái gia tốc của hệ thống thôi. Tuy nhiên thì nhờ bộ quan sát mà cái lực màu đỏ là cái mà bộ quan sát cho chúng ta đó, nó sẽ hội tụ về đúng cái giá trị cần thiết. Đây chính là cái lỗi giữa chúng, thì chúng ta thấy là cái lỗi sẽ rất nhỏ. Và có một số cái nhiễu này là do nhiễu đo chúng ta sẽ không cắt nó ra khỏi hệ thống, mà chúng ta chỉ là tối thiểu hóa ảnh hưởng của nó lên hệ thống thôi, thì nó vẫn còn đó. Chỉ có cái nhiễu đầu vào omega r là bị cắt khỏi hệ thống thôi. Rồi, đây chính là cái phần tiếp theo mà chúng ta sẽ nói tới, đó là làm sao ước lượng lỗi ở trong hệ thống đó. Thì hồi trước đây là cái mà mình vừa trình bày lúc nãy, đó là chúng ta không xét tới lỗi trong hệ thống nhé. Hệ thống là hoàn toàn là lành lặn. Còn đây là hệ thống có lỗi, do đó mà lực của chúng ta sẽ bị mất đi một phần. Thì chúng ta mô hình hóa nó như sau. Đây chính là cái lỗi của hệ thống. Thành ra là tất cả thành ra cái lực ở trong hệ thống chúng ta sẽ bị trừ ra một khoảng mà chúng được gọi là E1F, và chúng ta sẽ tìm cách ước lượng F. Chúng ta không biết F. F chính là cái lỗi mà chúng ta có. Thì nhờ vào việc đo này, cái lỗi cũng xuất hiện gián tiếp ở trong đầu ra đo được luôn. Chúng ta sẽ ước lượng lỗi nó như sau. Thì bằng bộ quan sát, lưu ý rằng bộ quan sát chỉ cho phép chúng ta ước lượng các trạng thái mà thôi. Giờ đó chúng ta phải mô hình làm sao cho cái lỗi này cũng là một trạng thái luôn. Thành ra chúng ta cần phải giả sử cái lỗi đó thay đổi rất chậm theo thời gian, để nói rằng đạo hàm của nó theo thời gian là bằng không. Và chúng ta mở rộng trạng thái này ra. Hồi trước thì trạng thái chỉ có x thôi, bây giờ hệ thống trạng thái của nó gồm là x và f. Và chúng ta sẽ thiết kế bộ quan sát cho một cái hệ thống mở rộng này. Và cái biến cuối cùng chính là cái lỗi mà chúng ta cần. Do đó chúng ta thấy được một cái tính chất rất mạnh của bộ quan sát, đó là chúng ta ước lượng được cả những đại lượng mà không thể đo được luôn. Ví dụ như đây là lỗi, một cái phần lực bị mất, một cái thứ đó chúng ta không thể nào đo được cả.
và chỉ có bộ quan sát mới cho chúng ta ước lượng được nó mà thôi. Thì sau khi mô hình hóa hệ thống lớn, hệ thống mở rộng bao gồm cái lỗi chính là cái trạng thái cuối cùng rồi, chúng ta thiết kế bộ quan sát thì hoàn toàn tương tự như lúc nãy, chúng ta cũng có được bộ quan sát mà trong đó lỗi chịu ảnh hưởng bởi ba thứ: một là sự phi tuyến có ở trong hệ thống, hai là cái nhiễu đầu vào, ba là nhiễu đo lường, mà chúng ta cần phải tối thiểu hóa các ảnh hưởng của các nhiễu này lên cái lỗi đó, lên cái lỗi ước lượng, để chúng ta ước lượng được cái phần lực bị mất trong hệ thống. Thì đây cũng là một kết quả nghiên cứu của chúng tôi, đó đã được nhận bởi một hội nghị và sẽ được trình bày vào tháng 6 này. Thì hoàn toàn tương tự như lúc nãy, chúng ta tối thiểu hóa thay vì một cái gamma thì chúng ta phải tối thiểu hóa hai cái gamma, gọi là gamma vô cùng và gamma 2. Thì hai cái gamma này sẽ chặn ảnh hưởng của nhiễu đầu vào omega r lên cái lỗi và nhiễu đo lên cái lỗi. Thì bộ quan sát sẽ được thiết kế nếu như chúng ta tìm được một biến ma trận L theo các thông số thay đổi L rho, thì cái đó sẽ được làm như sau. Chúng ta giải cái này, các bất phương trình này theo biến x và y đến tại các điểm chia lưới của cái thông số thay đổi. Thành ra thí dụ thông số thay đổi từ rho min tới rho max thì chúng ta chia thành các lưới nhỏ, và chúng ta sẽ giải các thông số này, giải ba cái này tại các điểm chia lưới đó để tìm ra các biến x và rho, xin lỗi, x theo rho và y theo rho, sao cho cái tiêu chí này là nhỏ nhất. Khi nó nhỏ nhất thì cái ảnh hưởng của các nhiễu lên cái error ước lượng là nhỏ nhất. Sau đó L của bộ quan sát sẽ được tính theo hai cái nghiệm đó. Thành ra chúng ta sẽ có được bộ quan sát. Đây là cách để thiết kế bộ quan sát, hoàn toàn là các công cụ của LMI và điều khiển tự động. Thì cái bất phương trình thứ nhất này được lấy từ điều kiện H vô cùng, nó sẽ đảm bảo cho cái ảnh hưởng từ omega r, tức là nhiễu đầu vào, lên cái ước lượng là nhỏ nhất. Hai cái phương trình ở dưới chính là điều kiện H2 sẽ đảm bảo cho ảnh hưởng của nhiễu đo lường lên cái ước lượng của chúng ta là nhỏ nhất. Hai cái này là các thành phần gây ra bởi tính Lipschitz của các hàm số có ở trong hệ thống. Và cuối cùng hoàn toàn tương tự như lúc trước, do chúng ta giải theo phương pháp chia lưới, giải các phương trình này nhé theo phương pháp chia lưới, thành ra chúng ta có một phần sinh ra do tính ổn định bền vững của hệ thống, một cái phần phụ gây ra. Thì đây chính là một số cái kết quả mà mình có được. Thì rõ ràng là ảnh hưởng của, theo như đồ thị Bode nói trên, thì ảnh hưởng của các nhiễu đo lường bên phải và nhiễu đầu vào bên trái so lên cái ước lượng của chúng ta sẽ khá là nhỏ, như ở đây nó nhỏ hơn khoảng 100 lần. Và đây chính là kết quả mà chúng ta ước lượng được cái lỗi cho hệ thống. Ví dụ như trong cái mô phỏng của chúng ta chạy ấy, thì cái lực bị mất đi, cái lượng lực bị mất đi chính là màu xanh dương, và chúng ta ước lượng nó bằng cái lực màu đỏ, thì chúng ta thấy là ước lượng cũng khá chính xác, tuy nhiên không chính xác lắm vì cũng khá nhiều lỗi, khá nhiều cái nhiễu ở đây. Tuy nhiên thì một cái tính chất rất mạnh của bộ quan sát đó là chúng ta cũng có thể ước lượng được những đại lượng kiểu như thế này. Đây là một cái phần lượng, một cái lượng lực bị mất đi do lỗi mà chúng ta không tài nào đo được cả. Chúng ta chỉ có thể dùng các thuật toán để biết được nó thôi. Và nhờ bộ quan sát mà chúng ta thể biết được. Rồi cuối cùng thì mình xin tóm tắt lại tất cả những cái nói nãy giờ. Thì mình đã trình bày một số khái niệm cơ bản về hệ thống, các thông số thay đổi tuyến tính và bất biến, cũng như một số các lỗi ở trong cái hệ thống đó mà chúng ta cần ước lượng. Và mình sẽ trình bày về hai bộ quan sát, một cái dùng để ước lượng lực và một cái dùng để ước lượng cái phần lượng lực bị mất đi do cái lỗi ở trong hệ thống. Và sau này thì các cái công cụ trên sẽ được thiết kế phát triển lên thành các cái dạng mạnh hơn, nhằm để giảm bớt cái tính lý thuyết đi, bởi vì chúng ta hiện tại đang dựa vào các cái giả định rất mạnh, ví dụ như là lỗi thay đổi theo thời gian bằng không. Đúng rồi, lỗi thay đổi không thay đổi theo thời gian thì cái một cái giả thiết đó khá là mạnh. Và chúng ta sẽ có các công cụ mạnh hơn để nhằm loại bỏ đi các cái giả thiết đó.
Rồi như vậy thì phần trình bày của mình tới đây cũng hết, và mọi người có thể đặt câu hỏi. Cảm ơn Bảo rất nhiều về bài trình bày đã đưa ra hai bộ quan sát rất là thú vị. Chắc anh có một câu hỏi nhanh trước, vì anh có cái cái bộ quan sát thứ hai của em ở trang trang 12. Tức là ở đây là cái lỗi của em là em giả sử hoàn toàn là đạo hàm bằng không chứ không phải là gần bằng không, là hoàn toàn bằng không. Đúng rồi. Thì em mới có thể giả sử như vậy. Tại vì như vậy có nghĩa là cái lỗi của em là một lỗi hằng, đúng không? Là nó không nó hoàn toàn là bằng không. Vậy thì nó không phức tạp lắm. Và anh không biết là ở trong thực tế thì có xảy ra trường hợp này không? Trong thực tế thì đối với hệ thống khác thì có thể có, nhưng mà đối với hệ thống này thì không được, bởi vì hệ thống này cái lỗi đó thực ra là một cái lượng lực bị mất, thành ra cái lực đó sẽ là thay đổi theo thời gian, thành ra cái lượng lực mà bị mất đi, thí dụ như là 10% của cái lực đó cũng là một cái thứ thay đổi theo thời gian, thành ra nó không thể nào bằng không được, nhưng mà tùy theo mặt đường chúng ta chạy lên thì nó có thể thay đổi chậm, nhưng mà không cách gì mà nó bằng không được. Giả thuyết này khá vô lý, bởi vì anh có đọc qua cái bài báo của em viết liên quan này, thì trong cái bài báo đó em chỉ giả thử nó gần bằng không, tức là nó vẫn biến thiên nhưng mà chậm. Nhưng mà rõ ràng là nếu như mà nó gần bằng không thì em không thể nào có được cái hệ như là augmented system ở ngay bên dưới, em không thể nào thiết lập hệ như vậy được. Và tức là cái yếu tố mà tại sao phải có giả thiết này là chỉ vì em muốn đưa cái lỗi vào làm thành một cái state thôi, đúng không? Nên em buộc phải 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 đưa đúng cái đạo hàm nó vào. Đây là một cái động tác. Ok nhưng mà thực ra thì những cái hệ như của em ấy là người ta có thể gọi như là unknown input, thì nó có rất nhiều cách để xử lý cái unknown này, nó thực tế hơn. Cái cách xử lý của em này nó cũng hơi cơ bản, đơn giản, nhưng mà nó không không được chặt lắm. Làm cho cái bài báo nó mất đi khá nhiều giá trị. Em hoàn toàn có thể có nhiều các xử lý khác trong literature. Đây thì người ta đã làm rất nhiều thứ khác thú vị hơn về cái việc xử lý với là unknown input kiểu này rồi. Và cái câu hỏi thứ hai đó là bởi vì cái F của em ở đây ấy, là kể cả F ở trên state và F ở cái phần đo là giống nhau, nên thực ra việc xử lý cũng lại càng đơn giản nữa. Nhưng mà nếu giả sử là F1 và F2 ở phần state và phần đo ấy, thì sẽ làm bài toán nó phức tạp hơn chút đấy. Nhưng mà nó có thể là F1 và F2 được, nó chỉ là một cái F thôi chứ. Nó ảnh hưởng không qua E1 và E2, nhưng mà nó chỉ là một F thôi chứ, đó không thể nào là F1 và F2 được. Nếu mình có nhiều lỗi một lúc thì sao? Có nhiều lỗi thì nó là một cái vector F gần F1 và F2. Là em thay đổi là F chứ không thể nào là F1. Ok nó khác so với cái phần nhiễu một chút. Cái mà anh nói cái này bằng không á, thì thật ra cái mà em định làm á, cái quan trọng ở đây là cái này, tức là đây là LMI, cái phương pháp thiết kế lý thuyết dùng vừa điều kiện H2 vừa điều kiện H vô cùng mà vừa Lipschitz. Rồi cái này là cái áp dụng nó lên cái kia thôi, thì có lẽ là cái ví dụ này là không phải hay. Tuy nhiên thì có những hệ thống khác mà cái này nó bằng không. Ok đó, cái quan trọng là cái đằng sau. Ok, anh biết là cái đằng sau là cái phần mới của em, nhưng mà nó cái phần đầu, cái phần mô đồ của em nó làm mất đi cái giá trị khá nhiều trong cái problem thôi. Để có gì sẽ trao đổi tiếp sau. Bây giờ chắc để mời những người khác. Có thầy Tạ Cao Minh từ Đại học Bách Khoa Hà Nội có một câu hỏi. Dạ, mời thầy trực tiếp đặt câu hỏi với bạn Bảo. Vâng, xin cảm ơn. Cái bài phát biểu của bạn Bảo nó rất là hay, vì là đây thì tôi nghĩ rằng, tại vì là tôi cũng có đọc một số các cái tài liệu thì thấy rằng là rõ ràng là cái này là active suspension control thuộc loại khó nhất trong điều khiển ô tô điện.
Bởi vì nó còn rất nhiều những cái unknown như bạn vừa trình bày. Tôi có một cái bình luận một chút một tí trước khi có câu hỏi đấy. Thì chúng ta đã biết là cái dynamic vehicle, nó vehicle dynamic nó có ba hướng. Một là hướng chuyển động thẳng, tạm gọi là longitudinal dynamic. Thứ hai là chuyển động rẽ, lateral dynamic. Và đây bạn bảo đang làm về cái vertical dynamic, là chuyển động sóc đấy, suspension đấy. Thì cái này nó phụ thuộc vào rất nhiều vào cái điều kiện của đường đi, và cũng không biết được cái đường đi nó như thế nào. Thành ra là tôi cũng thấy rằng là nó một cái vấn đề cực kỳ khó mà chúng ta hiện nay cũng rất ít cái kết quả có thể là đang được nghiên cứu. Thì tôi có một cái câu hỏi như thế này là hiện nay thì các nghiên cứu về vehicle dynamics người ta chủ yếu tập trung vào cái chuyển động thẳng và chuyển động rẽ. Còn như vậy thì trong cái bài toán của Bảo đấy thì ta thấy rằng là bạn đã đưa ra một cái mô hình và bạn dùng các cái phương pháp ước lượng để bạn ước lượng các cái lực rồi các cái lực bị mất mát đấy. Thì câu hỏi của tôi là vậy thì trong mô hình của Bảo ấy thì em đang làm việc với mấy loại dynamic? Ý tôi nói rằng là bạn đang làm việc với dynamic vertical. Thế thì ở đây thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là Bảo chưa kết hợp với cả cái dynamic rẽ đâu, đúng không? Và mới đang là coi như là xe đang chạy thẳng thôi. Thế cái câu hỏi của tôi đặt ra là vậy thì trong các nghiên cứu của Bảo và các cái tài liệu em đã tìm đấy, thì cái mức độ phức tạp của cái này nó đến mức độ nào? Người ta chỉ quan tâm đến cái chuyển động thẳng và chuyển động sóc thôi, hay là người ta đã có những cái giải quyết nào đó với cái chuyển động rẽ cùng một lúc rồi? Thì tôi cũng muốn là tìm hiểu thêm về cái literature review của cái này. Thì tôi thấy rằng là nó rất là phức tạp mà bản thân tôi cũng chưa có nhiều cái thông tin rất nhiều về cái này. Thì tôi cũng muốn trao đổi để hiểu thêm về cái công việc của Bảo sắp tới cũng như là một số các công việc có liên quan đến tôi. Xin cảm ơn. Hello, xin cảm ơn thầy. Thì thật ra em có làm ngoài... Thật ra tất cả cái này là đều là em đã không còn làm nữa và em chuyển sang làm một cái đề tài mới cho tiến sĩ rồi. Thì cái này chính là đề tài trước đây thôi. Thì trước đây thì em có xét hoặc là riêng cái này, đây chính là chuyển động dọc suspension, và có xét riêng luôn, đồng thời riêng là chuyển động tiến tới longitudinal, và có đúng một cái công trình duy nhất là kết hợp cái đó với cái này, chứ chưa bao giờ có kết hợp với chuyển động rẽ cả. Thì cái quan hệ giữa hai cái đó là nếu mà chúng ta chạy vận tốc thẳng á, không rẽ gì cả, chúng ta chạy vận tốc mà ví dụ như cùng một mặt đường mà chúng ta chạy nhanh lên thì cái ZR này nè nó sẽ tăng lên, bởi vì ví dụ như chúng ta cùng một cái mặt đường mà nó cùng cái độ dốc mà chúng ta chạy nhanh thì nó sẽ dốc hơn, nó sẽ sốc hơn. Thành ra là đó chính là cái mối quan hệ giữa theo chuyển động thẳng và chuyển động dọc. Thì cái cách làm đó là chúng ta phải xét phải một cái hệ thống mở rộng vừa có cái này, vừa có năm cái trạng thái này, và vừa có thêm một cái V nữa là cái vận tốc dọc của cái xe nữa, và phải đổ ổn định hết tất cả từ đó. Chứ còn mà hệ như vậy là cái bài duy nhất đó là để kết hợp vừa chuyển động dọc mà vừa chuyển động thẳng tới, chứ còn mà vừa mà xét thêm chuyển động rẽ nữa thì nó bị phức tạp ở một cái chỗ là cái mô hình mà chúng ta vẫn dùng để ước lượng chuyển động rẽ đi ra đây nè, cái mô hình này nó chỉ đúng với vận tốc lớn, vận tốc mà đi tới lớn một chút mà thôi, vận tốc tới từ vận tốc mà theo cái hướng ít vx lớn hơn, lớn cỡ như mấy chục gì đó, chứ nhỏ quá thì nó sẽ không còn đúng nữa. Đó là chúng ta nhìn theo mặt toán học chúng ta cũng thấy đó là nó nằm ở mẫu số. Và thì cái mô hình này nó ước lượng cái xe bằng một cái xe đạp, tức là một cái xe bốn bánh mà chúng ta ước lượng nó bằng một cái xe đạp hai bánh. Đây là cái hệ thống cái mô hình hóa mà chúng ta thường dùng để xét cho cái hệ thống mà cái xe mà có rẻ đó. Thì chúng ta sắp xỉ cái xe bốn bánh bằng cái xe hai bánh để điều khiển nó, thì trong nếu mà vận tốc nó đủ lớn ví dụ mấy chục gì đó thì nó còn tương đương,
Chứ ví dụ như bạn tóc nhỏ quá thì nó không còn tương đương nữa. Thành ra nếu mà chúng ta muốn xét kết hợp giữa cái rẻ này và cái suspension thì cái mô hình nó chỉ đúng cục bộ mà thôi. Còn cái mô hình okay. Dọc thuộc kia, dọc kia là đúng toàn bộ. Ok. Đó. Nó chỉ đúng cục bộ thôi, dù tóc nhỏ nó không còn đúng nữa. Vâng. Vâng, xin rất là cảm ơn cái câu hỏi, cái câu trả lời của bạn. Tôi cũng thấy rằng là đó là một cái vấn đề mà chắc là sẽ còn có nhiều cái nghiên cứu trong tương lai. Xin cảm ơn. Vâng. Cảm ơn thầy Tạ Quang Minh. Còn ai có câu hỏi gì đặt cho bạn Bảo nữa không? Nếu không còn ai thì anh hỏi thêm một câu nữa vậy. Trong cả hai bài nói của em thì em đều giả thử sự là cái rho là biết hay không biết nhỉ, là biết đúng không, anh không để ý kỹ lắm. Rho là luôn luôn biết, rho là rho về mặt lý thuyết thì nó là hoặc là biết hoặc là đo được, nhưng mà ở trong đây chính là rho, ở đây chính là rho biết rho ở đây chính là có... cái điều khiển đây em có ý tưởng ý... rho đây chính là biến điều khiển. Thì nó là một cái hướng hoàn toàn biết. Cái rho ở đây là cái hàm theo U đó. U chính là cái theo U. Ok, ok. Trong cái bài toán của em thì rho biết rồi. Thực ra về ok, cho cái vấn đề này thì ok. Nhưng mà nếu làm theo kiểu lý thuyết ấy, thì những cái hệ mà với rho, những cái hệ NPV như em xét mà mình biết rho thì nó cũng dễ xử lý hơn so với những cái, em có ý tưởng gì nếu mà rho không biết không? Rho không biết thì mình chỉ có một trường hợp là mình giải được mà thôi, đó là rho làm hàm theo ít, đó là hệ thống QLPV đây. Thì em có đây chính là hệ thống QLPV mà các bài em đăng trước đây rồi, thì đó rho đó phải là rho theo ít, và chúng rho thì là rho theo ít, nhưng mà rho mũ là rho theo ít mũ. Thành ra là chúng ta cái bộ quan sát đó phải là QLPV, tức là nó ước lượng ít mũ rồi cũng cái ít mũ nó quay trở lại tính rho mũ, quay trở lại bộ quan sát luôn. Ok thì, ok. Ví dụ như đây. Nhưng mà đây bởi vì trong đây. Trường hợp đó, ok. Nhưng mà ở đây em rho là biết rồi. Rho ở trong hệ thống là rho, nhưng mà rho bộ quan sát là rho mũ. Ở trong hệ thống nó là rho. Anh có từng nghe cái bài nói chuyện của Phong cái bài... cái ở đây em có ghi một cái bên Trần E An là bài của anh. Bài của em. Là bài của em. Bài cái bài về cái này là bài này. Ok. Ok ok. Tại vì anh có lâu rồi có nghe một cái bài nói của Phong cũng về cái loại observer này cũng dạy rất là nhiều các hệ đại số đấy này. Ở cái trang tiếp theo trang 9. Nhưng mà anh lâu rồi anh cũng không nhớ lắm, nhưng mà khá phức tạp, thì nói chung đây là cái công cụ đại số thôi. Rồi công cụ đại số, nhưng mà Phong hình như có trình bày một bài tương tự như vậy rồi. Thì anh không biết là cái bài của em với bài của Phong khác nhau tất cả là hằng số. Ok. Còn ở đây tất cả theo rho. Theo rho, nhưng mà rho biết rồi. Cái bài đó là tất cả hằng số giống vậy này. Ok. Thì nếu mà của em có thêm rho mà rho biết rồi thì cái giải nó khó hơn ở chỗ nào? Không, thì rho biết rồi, trong rho là một cái tín hiệu mà chúng ta đo được trong thực tế, còn lúc giải này á, là chúng ta phải giải rho trong cái miền. Ok. Thành ra là chúng ta phải một cách thôi, đó là chúng ta phải chia lưới ra, ví dụ như rho đi từ 0 tới 1 đi, chúng ta phải chia 100 điểm ở giữa. Rồi cắm 100 điểm nó vào đây để kiểm, để thỏa năm cái điều kiện này. Ok, ok. Nhưng mà nó chỉ đúng cho nó một mức nào đó thôi, ví dụ như là 100 rồi 200 gì vậy thôi, chứ nó không thể đúng cho toàn bộ điểm được. Ok, ok, hợp lý. Thì về cái câu hồi nãy, ví dụ đây là rho mũ này, rho mũ là hàm của ít mũ. Thành ra khi mà mình ước lượng ít mũ này quay trở lại để tính rho mũ. Ok, ok, rồi anh hiểu rồi. Câu hỏi cuối là em dùng cái tool nào để giải mấy cái LMI này? Tool vẫn là... Dùng MATLAB. LMI là... Ok, nhưng mà em có... Có cái algo nào đặc biệt không, hay là vẫn dùng những algo classic là dạy được rồi? Có tại vì trong MATLAB
SDBT. Ok, ok. Tức là nó không có cái vấn đề khó khăn trong việc Ango đúng không? Là những cái cắt xích đều giải được hết. Nếu mà cái hàm, nếu mà cái thứ nhất là cái số này nó phải cái số row, cái số điểm chia lưới mà nó phải vừa phải thôi là thứ nhất. Mà thứ hai đó là mấy cái đại lượng giống như vậy nè. Đây là thuộc về giả thiết. Thì giả thiết là cái đạo hàm của đại lượng này phải bị chặn. Thì chúng ta có thể chặn nó bởi rất là nhiều giá trị. Ví dụ như đạo hàm của cái này trong cái bài toán này của em là thôi á, nó chặn bởi số như mấy chục. Nhưng mà ví dụ như mình phải cho 1000 cho đây nó mới giải được. Thành ra là cái đây là một vài cái mẹo mà thuộc về kinh nghiệm thôi, chứ thật ra không có định lý nào hết. Ví dụ như mình đưa số này, mình giả thiết số này nó chạy mà giả thiết số kia nó không chạy. Ok, thử và thất bại đấy đúng không? Ok. Nghiệm thôi chứ không có định lý. Ok, mọi người còn câu hỏi nào thêm cho Bảo không ạ? Tôi xin có một câu hỏi nhỏ nữa được không? Được ạ, dạ mời thầy. Dạ mời thầy Tạ Phong Minh. Vâng, lúc nãy thì Bảo có nói rằng là chúng ta đang giả thiết là đang xét cái trường hợp xe đi thẳng theo cái phương X và bạn đang xét cái phương Z là phương dọc đó. Thì ở đây có một bài toán là observer. Thì observer thì theo tôi hiểu là lúc nào nó cũng có một cái delay. Và cái việc mà khử delay cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng. Vậy thì nếu mà đi thẳng tốc độ nhanh và giả thiết là ở trên mặt đường nó có rất nhiều các cái ổ gà, nó gọi là bump đấy, các cái tiếng Anh gọi là bump, thì có một câu hỏi nhỏ thế này, thì cái thuật toán của bạn ấy nó có cái độ chính xác đến cái tần số cỡ khoảng bao nhiêu của tường với cái tốc độ chạy của xe đấy. Nếu mà xe mình chạy rất là nhanh thì cái ổ gà cũng rất là nhiều, thì do vậy là rõ ràng cái tần số mà nó tác động của cái lực ấy, nó cũng có cái tần số nó cao hơn. Vậy thì mình có câu hỏi nhỏ về lý thuyết ấy, trong cái thuật toán của bạn ấy, thì cái observer mà bạn đưa ra là nonlinear LPV đấy, thì nó có độ ứng tần số khoảng bao nhiêu? Thì thứ nhất là em muốn nói là cái một mặt là nếu mà cái độ lớn của cái này á, thì độ lớn của cái này trong trường hợp nào đi nữa thì nó cũng sẽ bị nhỏ hết mức có thể, bởi vì theo định lý H vô cùng. Còn okay, nếu mà đối với cái bộ quan sát thứ nhất thì quan sát thứ nhất nó mạnh hơn, ở chỗ là nó cắt luôn omega r khỏi hệ thống luôn. Thành ra nếu mà okay, theo lý thuyết á, thì cái ổ gà là gì đi nữa nó không hề ảnh hưởng gì tới lỗi cả, không hề ảnh hưởng gì tới ước lượng hết. Thì cái, tất cả cái này nè là do nhiễu đo lường, tức là nhiễu omega n ở trong y dài, nhiễu omega n ở trong y dài. Còn cái này theo lý thuyết sẽ bị cắt hoàn toàn. Đây chính là mấy cái mà sóc trên mặt đường nó sẽ bị cắt hoàn toàn luôn, thành ra cái error, cái mà ước lượng của chúng ta không hề ảnh hưởng gì bởi cái đó hết. Thành ra là ngay cả độ lớn ngân hàng hay là tần số gì nó cũng không ảnh hưởng hết. Đó là về mặt okay, lý thuyết. Còn về mặt thực tế thì do chúng ta tính, thành ra nó cũng lúc nào cũng có cái điều 0,10 mũ trừ 3 trừ 4 gì đó trong đó. Thành ra nó cũng có một chút ở trong này. Thì ở đây em không có tính cái biểu đồ Bott đó ra. Em chỉ vẽ biểu đồ Bott giữa cái phi tuyến với cái nhiễu đầu vào thôi. Nó lộn với nhiễu đo lường thôi, thì nó giảm tới cỡ 10 mũ. Ở đây tốt nhất là 10 mũ trừ 100, nhưng mà xấu nhất thì có thể 10 mũ trừ 20, ví dụ như mũ trừ 20 nó giảm 10 lần, mũ trừ 100 nó giảm 100.000 lần. Còn cái hệ thống sâu á, thì cái này không có tính chất mạnh như trên. Thành ra cái omega r, cái ổ gà gì thầy nói nó cũng ảnh hưởng. Và nếu mà chúng ta giải LMI tới khi nó phụ thuộc vào các cái tùy vào mình muốn nhỏ, minimize cái gì. Ví dụ như ở đây em chọn trước một cái alpha để làm nhỏ một trong hai, để tối hoặc là tối thiểu gamma vô cùng ứng với cái omega r và gamma 2 ứng với omega n, nếu như thầy muốn mà giảm tối thiểu cái ảnh hưởng của omega r thì thầy chọn alpha bằng 1. Lúc này mình chỉ chăm chăm vào việc tối thiểu hóa gamma vô cùng mà thôi, thì nó còn thấp hơn nữa. Tuy nhiên thì cái này là một cái trung gian, thì
chúng ta thấy là cái đồ thị bot nó vẫn dưới trừ 60, thành ra nó còn dưới 1.000 lần so với các tần số luôn, đúng chưa? Nó đang cái nhiều tần số. Thành ra tần, ví dụ như tần số của mấy cái này, ví dụ như ở đâu ở giữa giữa này đi, thì nó cũng chỉ nhỏ hơn 10.000 lần với cái okay. công cụ của điều khiển bền vững. Còn nếu mà thầy muốn mạnh hơn với Omega R thì cái để số 1 vào đây thì nó còn thấp nữa, bên này nó sẽ cao lên. Ok, giờ rất là cảm ơn bạn về cái câu trả lời, cũng cho tôi những cái giải đáp. Xin cảm ơn bạn tổ chức. Dạ, cảm ơn thầy Bạch, cảm ơn bạn. Câu trả lời rất thú vị về alpha. Mọi người còn câu hỏi nào nữa không? Alo, cho mình trao đổi với Bảo một chút được không? Mình là Minh ở Toyota. Chào Bảo. Chào Bảo. Anh là Minh ở Toyota đây. Chắc là hồi trước con nói chuyện với Bảo, không biết Bảo có nhớ không? Đó, chuyện trên Skype. Cảm ơn bài trình bày của Bảo rất là nhiều. Thì cái phương pháp mà Bảo dùng ở đây là Disturbance Observer, là phương pháp rất là kinh điển. Mình giả thiết F dot thì bằng 0, cho nên là mình có thể tạo ra được một cái augmented system để mình ước lượng được cái F đầu vào, đúng không? Cái này thì cũng chia sẻ với Bảo là bên chỗ anh ở đây mọi người cũng đang sử dụng cái này và ứng dụng một ứng dụng khác trong drone ấy. Thì trên cái drone của mình có 4 hoặc là 6 hoặc là 8 cái cánh quạt, thì lực nâng của một trong các cánh quạt nào đó nó có thể bị lỗi, có cũng y như đây của Bảo làm, tức là các cánh quạt khác thì nâng được đủ 100% cái lực mà mình mong muốn, mà có một cái cánh nào đó bị lỗi nó chỉ còn 80, 60, 40, hay là thậm chí là trường hợp cực đoan nhất nó bị dừng lại. Thì đấy là một trong những cái lỗi input đầu vào mà mình cần phải ước lượng. Thì ở đây mọi người cũng dùng một cái công cụ y như Bảo và cũng dùng cái giả thiết như thế, tức là mình giả thiết F dot bằng 0. Và việc nhưng anh bên làm nhiều về ứng dụng thì cái việc giả thiết đạo hàm bằng 0 nó là hợp lý trong application. Trong application là tương đối hợp lý, nhưng mà tất nhiên mình có thể làm tốt hơn. Tại vì em có một cái ý tưởng để làm một cái fixed time observer mà nếu mà có unknown như vậy, mà nếu như mà em có được giả thiết mà unknown, bởi vì hiện nay unknown của em là đa số nó vẫn đang biến đổi. Nếu như thực sự là unknown của nó mà trong application mà có thể bằng 0 như vậy thì có khá nhiều thứ có thể làm về mặt lý thuyết, nó đúng không rồi, khó lắm. Nhưng mà bởi vì cái vấn đề em đang băn khoăn trước khi bắt tay vào làm cái quả lý thuyết này, bởi vì em không biết là ở trong các cái hệ thực tế thì cái việc giả thiết cái đạo hàm bằng không là nó có khả thi hay không. Nếu mà nó không khả thi thì khi mà viết bài báo thì rất dễ bị người ta phàn nàn, hoặc là người ta sẽ đưa ra những cái argument là cái việc giả thiết một cái unknown input constant nó không khả thi. Nên em mới hỏi thêm về anh Minh là anh làm nhiều về application. Đúng như là Thạch thì nói, đó là giả thiết F bằng 0 này là tương đối cực đoan, và mình có rất là nhiều cái phương pháp khác mà mình có thể tìm ở trên iChop. Có nhiều phương pháp nữa. Câu hỏi đây cho Bảo đó là khi mà mình dùng LLMI để thiết kế thì mình có gặp cái khó khăn gì về tốc độ tính toán khi mà sử dụng công cụ tính của MATLAB không? Thì cũng chia sẻ với Bảo là cái hệ mà các bạn sinh viên cùng làm mình đang phải thiết kế là hệ thống tương đối lớn, tức là mình có thể có 4 trường hợp, ít nhất là có 4 cánh quạt, thì F là bằng có cái kích thước là 4x1, nó có thể là 6x1, 8x1. Tức là khi mà F nhỏ đấy, tức là mình chỉ là cỡ khoảng 4x1, thì việc tính toán LLMI rất là nhanh và dễ. Nhưng mà khi mình giả thiết một cái drone rất là lớn, có 16 cánh quạt chẳng hạn, và cho các bạn ý thử tính sử dụng LLMI, thì cái thời gian tính rất là lâu khi mà chạy bằng MATLAB. Tức là kiểu như là chạy mất cả ngày ấy để mới tính xong được cái LLMI, kiểu như của Bảo. Thì không biết là khi mà Bảo giải thì mình có một cái cách nào đó để giúp mình tính LLMI nhanh và không, tức là về mặt application đấy. Đúng rồi. Thì một cái nhận xét về cái mà chủ đề của anh làm á, thì cái hệ của anh nó khác ở cái chỗ là nó là drone, thành ra đó cái lực nâng drone á, nếu mà nó bay lên trên trời rồi thì gần như nó không đổi, đúng chưa? Thành ra ví dụ như anh mất bao nhiêu phần trăm đó thì cái giả thiết này nó còn được.
Đó, chứ ví dụ như cái hệ này á, thì cái lực nó kiểu như thế này. Thành ra cái giả thiết này nó xa quá, nó vẫn còn hoạt động, nó vẫn ổn định thôi, nhưng mà nó còn nó cái giả thiết này nó hơi bị vô lý. Ở đây trong hệ thống drone thì được đó, thì tại em chọn hệ thống này là bởi vì trong trong cái lý thuyết này chúng ta cần đầu hai cái đầu vào nhiễu và một cái hàm lip sheet phi tuyến để minh họa cho cái lý thuyết này thôi. Thành ra em mới chọn hệ thống này. Ok, ok Bảo, nhưng mà ý hỏi đây Bảo là khi đúng. Tính LMI thì Bảo có cái công cụ gì đặc biệt không, có thể chia sẻ được không? Đúng. Okay. Hoặc là anh dùng LMI Lab của MATLAB, nó không cài đặt gì cả. Chứ đừng có dùng ví dụ CVS thì nó phải cài thêm. Còn LMI Lab thì nó có luôn. Và đặc biệt nữa là trong cái bộ này nè, trong cái bộ mà phát hiện lỗi này nè. Okay. Thì ở đây chúng ta có cái đầu vào nhiễu này, hai cái nhiễu này nè. Về độ lớn nó nhỏ hơn nhiều, nhưng mà cái này á, cái mà F nhỏ này nè, cái độ lớn nó tương đương với lại X luôn. Thành ra một cái công cụ tốt hơn á, là chúng ta phải nhân một cái epsilon nào đó vô. Ví dụ anh nhân cho 1 cho 1000 vô trong đây. Yeah. Ví dụ như E đúng không? Ví dụ E là 1, 1, thì anh phải chia 1000. Thì cái số của anh á, thứ nhất là nó giải nhanh hơn, mà cái số của anh nó thực tế hơn. Chứ anh mà để nguyên si như vậy á thì nó vô lý, bởi vì cái đại lượng này nó không giống như hai cái đại lượng sau. Cái đại lượng hai cái đại lượng omega rồi omega nó nhỏ, còn trong khi cái F này là lớn. Nếu mà anh để nguyên si cái F này vô thì nó cái hệ thống nó tưởng là như là cái F này là một cái đầu vào rất lớn. Thành ra cái cách làm ở đây theo kinh nghiệm hoặc là em học của thầy em luôn á, thì anh phải nhân 10 mũ nhiêu đó vô trước này. Ok, có một cái scan đằng trước. Có một cái comment cũng rất nhỏ nữa cho Bảo, đó là thực ra có rất là nhiều cái giả thiết, thay vì F dot bằng 0 thì mình có thể giả thiết hơi khác đi một chút. Ví dụ như là mình giả thiết F của mình phải thiết kế, như mình phải thiết kế bộ observer trong miền dày dạng. Thì lúc đó mình có thể viết kiểu như thế này. Ví dụ là F tại K cộng 1 thì bằng alpha nhân với lại F tại thời điểm K và cộng với lại một cái Gaussian noise nào nữa. Thì khi đó nếu mà Bảo có thể tune được cái noise covariance của cái random group process này, thì mình giả thiết F của mình là một random group process có dynamic là F tại K cộng 1 thì bằng alpha nhân với lại F tại thời điểm K và cộng một cái Gaussian noise nào nữa, thì maybe kết quả ước lượng của mình có thể tốt hơn. Không biết là Bảo đã thử cái Em chia sẻ ý tưởng bên bên. Bảo go ahead. Tại vì nếu mà trong hệ thống rời rạc á, nếu mà hệ thống mà nó bất biến luôn nó thì được. Thì ok, cứ giải thẳng. Nhưng mà nếu mà hệ thống mà nó có chứa rô như thế này mà giải rời rạc nó rất là khó. Bởi vì ở đây á, những cái LMI nó sinh ra do đạo hàm. Ok. Thành ra trong hệ liên tục nó còn được. Chứ nếu mà rời rạc á, thì ở đây ví dụ như đây là rô tại K cộng 1, đây là rô K, thì chúng ta phải với từng cái điểm rô K chúng ta phải chặn rô K cộng 1 trong một cái hộp theo bao nhiêu chiều đó. Ví dụ như nó có 3 chiều thì phải chặn theo một cái hình hộp 3 chiều. Okay. Cái gì đó thì cái này cực kỳ phức tạp lên. Thành ra nếu mà hằng số thì được, chứ mà nếu mà có chứa rô, ví dụ A rô, B rô ở trong hệ thống thì làm giải theo rời rạc nó bị khó. Ok, hiểu ý Bảo. Nhưng mà làm thực nghiệm thì vẫn phải làm dày dặn Bảo, tức là khi không biết là Bảo đã làm trên xe mà real time control chưa? Mình phải rời đặt hoán, nhưng mà giải thì cũng giải liên tục. Chắc là anh Thạch có một cái ý comment cho Thảo, cho Bảo. Anh có cái comment là em có thể gộp cái F với cái W của em vào làm một cái đại lượng unknown input không? Thì như vậy nó sẽ giúp em là có một cái unknown input nhưng mà nó vẫn có thể vary. Mình nói là, nhưng mà F này là một cái trạng thái mà đúng chưa? Được rồi, trạng thái. Thì sau đó em giả thiết là cái unknown input đó em có thể tắt bằng hai đại lượng. Một cái đại lượng không biết và một cái đại lượng là nó là gần như hẳn. Thì như vậy thì em sẽ đẩy cái F về. Thực ra nó chỉ là một cái loại để
gọi là mô hình hóa lại cái hệ của em để nghe nó có vẻ nó thực tế hơn. Nhưng mà anh không biết, anh mới nghĩ trong đầu thôi chứ anh cũng chưa cụ thể hóa nó ra. Nhưng mà ví dụ như là em có thể giả thiết là cái F với cái W nó có thể chui vào trong một cái unknown input nào đấy, thì em giả thiết là cái trong cái bài toán của em thì em giả thiết là cái unknown input của em có thể tách thành hai phần, một cái phần thì luôn biến thiên, còn một cái phần thì nó là hằng số. Thay vì tách làm hai như từ đầu giả thiết bằng không thì nó sẽ dễ bị mấy. Nhưng mà em cũng chưa mô hình hóa thẳng cụ thể ra, em cũng chưa rõ nó có khả thi hay không. Cái em thấy là mình ngay cho khi mình viết như thế này đi chăng nữa thì mình cũng chỉ ước lượng được cái trung bình của nó thôi. Nếu mà nó thay đổi, nếu mà nó cái này mà nó khác không nhiều quá, cái F chồng mà khác không nhiều quá thì cuối cùng mình chỉ ước lượng được cái trung bình của nó thôi. Tại vì mình ước lượng một cái gì đó không đổi. Thành ra là nó giả sử cái này mà khác không rất nhiều thì mình cũng chỉ ước lượng được cái phần mà cái này bằng không, tức là f nó gồm là f1 cộng f2 trong đó f1 chấm bằng không. Thì đó thì cuối cùng mình cũng chỉ ước lượng được mỗi cái phần. Đúng rồi, thì cuối cùng mình cũng nó chỉ là cách nói khác của cái vấn đề của em để như anh không biết nó có thể hấp dẫn hơn không. Về bản chất thì đúng là không thay đổi gì nhiều. Anh Minh cho em hỏi là anh có làm bài báo nào về cái role của anh mà có cái f dot bằng không được chưa, hoặc là đã publish kết quả nào liên quan? Chắc anh Minh đâu rồi. Thôi chắc nếu không ai có câu hỏi gì thì chắc là mình thầy Tôn nói gì đó. Anh Tôn cũng đang quan tâm một số đối tượng. Okay. Alo Thạch, mình vừa nghe Thạch nhưng mà lúc cái điểm mute nên là không kịp trả lời Thạch. Dạ dạ. Mình có làm một cái ứng dụng như thế này hồi học master, giống như là Bảo thì làm cho hệ thống treo, còn mình thì làm cho hệ thống letter controls, letter tức là điều khiển size, sleep, anger và yoret ấy. Thì hệ thống mình tương đối giống với lại Bảo. Thì hồi đó mình cũng có sử dụng cái giả thiết f dot bằng không là ban đầu này, và sau đó thì chuyển qua cái phương án tiếp theo, đó là mình sử dụng Kanban và Extended Kanban Pointer, thì có biến cái f dot bằng không thành một dạng là f tại thời điểm k, đúng như lúc đó mình nói đó, f tại k cộng 1 thì bằng alpha, f tại k rồi cộng với một cái Gaussian noise. Thì đứng về mặt thực nghiệm thì tương đối tốt, mặc dù cái giả thiết này nó đơn giản, cho nên là đó lý do tại sao không nghĩ đến những cái giả thiết mà nó mạnh hơn. Và cảm giác của mình về mặt thực nghiệm thì là tương đối tốt. Tại vì em cũng đang cần một số cái motivation để set cái f dot này bằng không để phát triển một số cái quả lý thuyết. Nên là nếu mà để có gì em sẽ liên hệ với anh để hỏi để đọc thêm về một số cái motivation. Ok, mình có thể gửi một số ứng dụng thực tiễn. Dạ, dạ, một ứng dụng thực tiễn. Cảm ơn anh Minh. Cảm ơn. Anh Tôn có muốn chia sẻ trực tiếp gì không? Đây thì anh thực ra là nhân cái chủ đề này Thạch hỏi về cái tức là cái disturbance dot bằng không á, thì anh cũng có, tức là anh thì cũng không phải là học về điều khiển chuyên sâu nhưng mà anh cũng học mod á, thì anh thấy rằng là người ta sẽ làm bằng cách là đuổi hệ thời gian là gọi là liên tục á, thì miền thời gian liên tục á, thì người ta ví dụ là thay vì d, ví dụ mình gọi là d đi, thay vì d dot bằng không thì mình đặt là d, mình đặt d là d tức là cái đạo hàm bậc n của d ấy, là nó bị chặn ở một mức nào, nó bị chặn thôi đó. Thì mình sẽ viết lại cái mô hình của d dưới dạng là mình có nhiều d, d1 d2 d3 d4 ấy. Từ d lên 1 d2 d4 thì mình ước lượng được hết những cái dạng đấy. Tất nhiên đấy, thì mình có hỏi một số bạn, thì cũng là một bạn ngày xưa là học ở Nhật, học thầy Orsini, thầy bạn ấy cũng có nói là nếu mà làm như vậy thì nó có hiệu quả, tuy nhiên ấy, là cái bandwidth của cái observer nó bị giảm đi, tức là nói chung là nó là trade off thôi. Đấy, bạn ấy cũng nói như vậy, nhưng mà nó có hiệu quả ở một mức nào đấy. Dạ, ok, cảm ơn anh Tôn đã chia sẻ. Ok. Đó là một cách em có thấy bài báo trên journal về cái đó.
Tôi thấy rồi. Cũng giải LMI giống giống vậy luôn. Ok, ok. Rất là thú vị bài chia sẻ của bạn. Ok, nếu mọi người không còn câu hỏi nào nữa thì chắc buổi webinar hôm nay xin được tạm dừng.